Haramain Amber Oud Gold Edition. Đây là chai nước hoa. Nếu như các bạn có ý định mua thì làm ơn hãy tin mình một lần. Làm ơn thử mua chiết trước, hoặc là ra tận shop để thử trước. Làm ơn thực sự đấy. Nếu như các bạn không muốn vứt chai nước hoa này vào sọt rác. Lý do vì sao? Thứ nhất đó là các bạn có thể thấy nó tên là Amber Oud, nhưng thực chất mùi của nó là một cái mùi fruity. Cụ thể thì nữa mình sẽ nói rõ. Thứ hai là chai nước hoa này nó có một cái độ bám tỏa thực sự rất là kinh khủng. Và mình có một cái điều khi mà mình xịt chai nước hoa này là nó luôn luôn kích thích mình phải đi tắm ngay sau khi xịt. What? Cái thứ ba đó là giá của chai này thực sự không hề rẻ ở trên thị trường. Tầm 2 triệu đồng, rất là đắt đúng không? Cái thứ tư đó chính là chai nước hoa này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ phải đau đầu. Đau đầu và về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có nghĩa rằng là khi các bạn xịt thì các bạn sẽ đau đầu vì không biết là nó xịt vào mùa hè hay là vào mùa đông cho hợp lý. Và cái thứ hai đó chính là khi mà các bạn xịt ra, các bạn phải đau đầu về mùi hương của nó, choáng váng luôn. Mình rất ít khi xịt mùi hương nào đấy mà có cảm giác choáng váng, kiểu chóng mặt. Thì đây là mùi hương như vậy. Và nếu như bạn chỉ cần một cái review nhanh thì đó là những cái gì mà bạn cần biết, cảm nhận của mình. Còn nếu như các bạn vẫn muốn biết chi tiết cụ thể hơn thì chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta đi qua một chút về cái phần ngoại hình nhá. Các bạn thấy là nó có một cái thiết kế màu vàng trông khá đẹp. Cái line Haramain Amber Oud này nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Nhưng cái phiên bản này là cái phiên bản mà mình đang có trên tay là Gold Edition. Và bạn nhìn thấy là một cái màu vàng hết từ đầu đến cuối. Chứ mà đằng trước nhá, đằng sau thì là chai thủy tinh. Và các bạn sẽ thấy là nó có hai lớp, trông cũng khá là ok. Tóm lại là về thiết kế của cả những cái nhà nước hoa đến từ Trung Đông, đến từ Ả Rập những thứ thì mình cảm thấy rằng là nó không có gì phải chê trách cả. Nếu như có những chai phải nói rằng là rất là đẹp. Cái vò xịt của chai nước hoa này cũng rất là ổn. Còn bây giờ thì đến phần mùi hương. Thứ nhất là mình phải chia sẻ là mình xin phép không được xịt chai nước hoa ra, tại vì mình đã xịt lên giấy cách đây tầm 4 ngày và mùi hương nó vẫn còn ở trên giấy rất là nhiều, vẫn còn dính chặt ở trên này luôn. Và cái thứ hai đó chính là đây là cảm nhận cá nhân của mình. Nên nếu như có những anh em nào mà thích cái mùi hương này mà xem video này không được thiện cảm lắm thì anh em có thể tắt luôn video đi hoặc là ấn nút dislike thoải mái nhá. Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi trái cây cực kỳ rõ. Mà kể cả cái ngửi trên giấy này thì bây giờ nó đã đỡ đi khá là nhiều. Cụ thể đó là khi xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi fruity trái cây. Mùi ở đây đó là mùi của dưa vàng hay là dưa gang hay là dưa lưới gì đấy. Thì mình thấy rằng mọi người khá là cãi nhau về cái vấn đề dưa vàng hay dưa gang hay dưa lưới, thì nó là cái tên gọi vùng miền khác nhau thôi. Đó mãi thì các bạn cứ hiểu là dưa vàng đi. Đấy, thì cái mùi của nó đúng cái mùi dưa vàng cùng với một cái mùi hơi có phần chín và chua đến từ dứa. Đó là hai mùi mà mình cảm nhận rõ nhất, còn có những cái quả gì khác thì mình không nhận thấy rõ. Nhưng mà mùi của dưa vàng là mình nhận thấy cực kỳ rõ. Cái mùi dưa vàng ở đây thì nó không mang tới cảm giác tươi, mà nó mang tới một cái cảm giác như kiểu là siro. Nó như kiểu là các bạn này, các bạn không hiểu, các bạn có ăn sinh tố bơ không? Các bạn sẽ thấy rằng là sinh tố bơ so với những cái nước ép hoa quả ấy, nó có một sự khác nhau. Đó là các bạn sẽ không cảm nhận được độ tươi, mà các bạn chỉ cảm thấy cái vị của quả bơ thôi. Nó khá là đặc, sánh. Thì cái mùi của dưa vàng ở đây nó đúng như vậy. Nó như kiểu một cái ly sinh tố dưa vàng vậy. Và nó không có cảm giác tươi. Mặc dù ở trong này mình có cảm thấy một cái nét hơi xanh, nhưng mà thực sự là nó chính là nó không làm cái nét xanh ở đây. Thì mình lại cảm thấy là nó có phần thoải mái hơn. Nhưng mà khi mà làm vào để họ cố gắng đẩy cái mùi hương này có cảm giác tươi lên và có cảm giác sử dụng tốt và dễ chịu khi mà mới xịt ra, thì nó lại làm cho mình có cảm giác càng khó chịu hơn. Thì đó là cái cảm nhận của mình đầu tiên về em này. Tiếp theo đó thì cái mùi dưa ở đây thì càng ngày nó càng trở nên là một cái mùi chỉ có mỗi cái chất tạo mùi ra mùi dưa vàng thôi. Cái mùi dưa về sau thì nó sẽ dịu xuống và các bạn sẽ thấy một cái combo là ngọt đến từ xạ, đến từ amber, và nó thành một cái tổ hợp mùi hương fruity. Gần như so với ban đầu thì nó không có sự thay đổi quá là nhiều, chỉ là cái mùi dưa nó dịu xuống. Và khi từ đầu đến cuối, kể cả đây trên giấy mình đây, mình xịt 3-4 ngày hôm nay rồi, thì nó vẫn là một cái mùi có cái xu hướng kiểu khá là synthetic, nó không được tự nhiên và
mùi ở đây nếu mà mình so với những cái chai nước hoa có cái tông mùi làm kiểu thuần fruity về sau thì lên thêm xạ trùng cái thứ thì nó không được tự nhiên cho lắm, và nó cảm giác nó khá là chóng mặt. Mình nhớ là mình xịt em này vào một ngày trời khá là lạnh để mình đi trực vào buổi đêm nhá. Nghĩa là hôm ấy thôi tầm 12 đến 13 độ mình đi xịt đi trực, và khi lên đến phòng trực thì mọi người xung quanh ngửi, thì mình mới bước vào thì mọi người đã ngửi thấy ngay mùi hương này rồi, và mọi người bảo là ui anh kia hôm nay xịt nước hoa thơm ấy, nhưng mà mùi này nó thế nào ấy nhỉ. Thì một lúc sau ngồi được tầm một tiếng nó bảo là, anh ơi anh mùi này của anh chóng mặt quá, em xin phép được mở cửa. Thì đấy là cảm nhận. Và thực sự cá nhân mình lúc ấy mình không thể nào mình đi tắm được, nên là mình phải thôi đành chấp nhận cái mùi hương nó ở trên áo để sáng hôm sau mình về mình tắm. Thì đây là một trong những cái mùi hiếm hoi mà mình xịt ra mình bị cảm giác choáng váng và có cảm giác hơi buồn nôn. Nói về độ bám của hỏa của em này thì thực sự rằng là chắc Montel, Mancera không có cửa so với Haramain Amberwood này. Nó bám tỏa phải lâu như cái công trình đường sắt trên cao Hà Nội Cát Linh, mà mình cảm giác là đây nó có thể đội vốn lên thêm kiểu vài chục lần, cũng như là thời gian kéo dài vài chục năm vậy. Mình xịt các bạn biết, mình xịt lên tờ giấy này để ở trong cái phòng này thôi mà đến bây giờ 4 ngày. Và cái ngày đầu tiên mình cầm nó về mình xịt thì nó cũng bám một cách khủng khiếp. Có nghĩa là nếu như các bạn không giặt cái áo đấy đi thì các bạn sẽ không bao giờ hết mùi. Và mình cảm giác là nó có thể tồn tại, nếu như các bạn xịt vào tủ quần áo ấy, nó có thể tồn tại khoảng tầm nửa năm mất. Đó, em này nhá, mình đảm bảo các bạn, nếu các bạn xịt đã tay, gọi là hết tầm một phát vào tay, các bạn đi tắm, mình đảm bảo là da các bạn vẫn ngửi thấy mùi của em nó. Và cái độ bám tỏa, độ tỏa của em nó ấy, phải nói là khủng khiếp. Mình có thể đứng tận nhà mình tập thể tầng 5, mình mà xịt từ tầng 5 hoặc là mình đứng tầng 1 thôi mà gió nó lên thì người ta cũng có thể ngửi thấy. Uầy, mà mình cực ghét những cái chai nước hoa có độ ẩm tỏa quá là kinh khủng. Và nếu như mua chai nước hoa này để sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng vào những dịp nào? Mình nghĩ là vào những ngày trời thu hoặc trời đông ở ngoài Hà Nội thì các bạn mới xịt được cái mùi hương này. Và cái mùi hương này thì nó sẽ phục vụ cái việc là các bạn muốn gây ấn tượng thực sự mạnh mẽ. Kiểu các bạn đi qua một cô gái nào hay là các bạn đi qua một chàng trai nào, nếu như người ta chưa chú ý đến bạn ấy, thì khi các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn như kiểu là ai? Biết tao có mặt đấy không? Biết bố mày là ai không? Đấy, thì đây, đây là chắc chắn là cái mùi hương sẽ làm được tốt cái việc đấy. Mình đảm bảo là khi các bạn xịt và các bạn đi vào bar thì cả quán nhìn bạn luôn. Săn đồ bạn không có cửa so với em nó luôn. Vì thế nếu như bạn muốn gây ấn tượng, không cần biết là ấn tượng tốt hay xấu, thì hãy xịt trên nước hoa này. Ok nhá, nhớ mùa thu và mùa đông, còn thằng nào nói xịt chai này vào mùa hè giết nó ngay lập tức. Và cái mùi hương này thì nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào? Vì đây là một cái tông mùi mà mình nhận thấy là thứ nhất là nó là tông mùi fruity, có xu hướng hơi cu măng một tí, nhưng em này mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn trẻ, chắc là tầm từ 18 cho đến 25. Và cái phong cách chỉ đơn giản là thích một cái mùi ngọt 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 và ngọt thấy mẹ thế thôi. Đấy, nó cũng không phải là một cái mùi sang chảnh gì. Mình xem rất là nhiều những cái YouTuber search trên mạng, phải 3-4 video review con này. YouTuber này, reviewer khen chai nước hoa này là một chai nước hoa sử dụng vào mùa hè. Mình đã thấy sai rồi, sai ngay từ lần đầu tiên. Thứ hai, đây là một chai nước hoa mang tới sự sang chảnh quý tộc. Ông nào thấy sang chảnh quý tộc thì bình luận ở phía dưới nhá, để mọi người cùng biết. Và kể cả những bạn nào đã sử dụng cái chai nước hoa này thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới. Tại vì hôm mình đăng chai nước hoa này lên thì gần như là 10 ông thì đến 9 ông chê. Không có ông nào gọi là khen chai nước hoa này. Ông nào cũng kêu là em mua về thấy khen nhiều quá, mua về cái xịt một lần cái em bán vội luôn, không dám sử dụng nữa. Thì thực sự là nếu như bạn nào mà có một cái phong cách ăn mặc phù hợp với chai nước hoa này thì bạn có thể gợi ý cho mình, để một ngày nào đó mình thực sự là tự tin, mình trúng viện lót xong thì mình sẽ mua một bộ outfit phù hợp với cái mùi hương này để có thể xịt. Vậy thì mùi hương này có đáng mua hay không? Thì với cá nhân mình, đây là một chai nước hoa đến từ những nhà Trung Đông Ả Rập, tóm lại là từ những nhà clone. Theo như mình biết đây là một chai clone của một chai gì đấy mình cũng chưa thử. Mình chỉ review trên cái cảm nhận cá nhân của mình, đây là một cái mùi hoàn toàn mới so với cái clip mùi mình đã từng ngửi.
thì những chai nước hoa Trung Đông nó chỉ loanh quanh tầm 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi. Và em này thì nó có giá cao hơn một xíu, nó tầm gần 2 triệu. Với một cái giá đó thì chai nước hoa này không phải là một chai nước hoa quá là rẻ. 2 triệu thì chúng ta có thể mua được rượu oan rồi, thêm một tí mua được rượu oan, mua được La Nui. Nếu như mà thêm mạnh mạnh tí nữa thì mua được Blue de Chanel. Đấy đều là những cái mùi hương rất ok mà đã được cả cái thị trường nước hoa ở Việt Nam cũng như là thế giới công nhận rất là nhiều. Nên không được gì phải mua chai nước hoa này. Nếu như thích mùi ngọt, mình có thể mua Mancera Citrus Boy. Một cái mùi hương nó sẽ hấp dẫn và sexy hơn mùi hương này rất rất nhiều. Còn nếu như bạn là một người thứ nhất thích ngọt, thứ hai thích bám tỏa tốt, thứ ba là không thích cái Mancera hay là không thích những cái mùi quá đại trà, thứ tư đó là một cái người yêu thích trái cây, yêu thích sự tự nhiên, có sở thích là thích ăn dưa gang, thích ăn dưa vàng, thì đây là mùi hương này cho bạn. Bám tỏa tốt khủng khiếp nhá. Nếu mà bạn seller nào mà có xem được cái video này mà ai mà hỏi là chai nước hoa nào bám tỏa khủng khiếp thì ở tư vấn chai nước hoa này mình đảm bảo là không bao giờ fail luôn. Đấy, đấy là những ai muốn mua chai nước hoa này. Và vừa rồi đó là một cái cảm nhận có vẻ không được tốt lắm của mình về Go Edition trong cái bộ sưu tập Amber Wood của nhà Harman. Mình không biết là những cái phiên bản khác thì có tốt hơn không. Thì nếu như có dịp sở hữu thì mình cũng sẽ làm video cho các bạn. Còn nếu như bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này thì cũng rất là mong các bạn có thể bình luận để mọi người có thể trao đổi với nhau ở cái phía phần bình luận ở phía dưới video. Và nếu thấy video này hay thì cũng đừng tiếc cho mình một like, một share và ấn nút chuông đăng ký để có thể nhận được nhiều video hơn. Còn nếu không thích thì hãy ấn dislike thoải mái nha. Còn bây giờ thì xin chào em đọc. Bye bye.